Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, qua một vài hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được sự phong phú đa dạng của các loại chè, đúng không ạ? Bên cạnh các loại chè truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là chè chuối, chè khoai môn, chè đậu, chè bưởi vân vân, thì Việt Nam chúng ta hiện nay có rất nhiều các loại chè được du nhập từ nước ngoài, được nhiều người yêu mến. Và ngày hôm nay thì trăng tiết trời thu lạnh lạnh mát mát, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng làm một món chè rất là thanh mát, bổ dưỡng và được nhiều người thích, đó là món chè khúc bạch. Nhiều người nghĩ rằng là món chè này rất khó làm, chính vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ cùng thử làm với nhau xem nó có khó thực sự không nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với đầu bếp Hiền Minh. Chào chị Hiền Minh. Chào chị Khánh Huyền, chào quý vị khán giả. Chị Hiền Minh này, nói ai nhưng mà thực ra Huyền là fan hâm mộ của chè khúc bạch đó. Huyền đi đến cái tiệm nào ăn á, thì cũng chỉ để nhăm nhăm dành bụng để cuối bữa ăn được món chè khúc bạch thôi. Tuy nhiên nói là làm thì chưa bao giờ có ý định làm. Bởi vì thú thực là cái người mà kêu là khó chính là Huyền đó. Hôm nay nhờ chị nè. Cái món chè khúc bạch cũng không khó lắm đâu chị Huyền. Không khó lắm. Mặc dù là biết nó rất là thơm thơm, béo béo, bùi bùi, đúng không chị? Vậy thì cái thành phần bên trong mình phải chuẩn bị những gì? Thì mình sẽ cần đó là 800ml sữa tươi, một lon sữa đặc ông thọ, 5g rau câu, một ít trà xanh, vani, một hộp phô mai, 300g đường phèn, một ít hạt hạnh nhân, trái cây và khoảng 25g gelatin. Để làm cái phần mà những cái viên khúc bạch của mình nó không có quá cứng thì cái công thức của mình nó rất là quan trọng. Mình sử dụng cái lượng gelatin hay là cái lượng rau câu ở trong đó thì nó phải chính xác, thì khi mình để mình ăn nó sẽ tan ở trong miệng của mình. Và cái độ béo của nó thì mình cần đó là cái phần sữa, nó rất là quan trọng. Thì ở đây ngày hôm nay mình dùng tới cái phần sữa đặc thì nó sẽ tăng cái độ béo và cái mùi thơm của nó lên. Bây giờ mình sẽ làm gì đầu tiên chị ha? Bây giờ thì mình sẽ phải lấy sữa và mình ngâm với một ít cái phần rau câu cho cái rau câu của mình nó được tan ra trước. Cái rau câu nó có cái tác dụng gì trong cái món này chị ha? Đúng với cái món này thì người ta không sử dụng rau câu đâu chị, mà người ta sử dụng hoàn toàn bằng gelatin. Nhưng mà cái khí hậu của Việt Nam mình thì nó cũng nóng. Và nếu mà mình mua, mình nấu xong mà mình đem đi ra bên ngoài á, thì cái phần gelatin nó rất dễ tan. Nên là ở đây thì mình cho thêm cái phần rau câu vô thì mình có thể mình xách ra bên ngoài, không có sợ nó tan ra nữa. Cái này là theo cái khí hậu Việt Nam mình là mình nên có cái lượng rau câu đó. Bây giờ mình khuấy đều nó lên rồi thì bắt đầu mình sẽ cho luôn cái phần sữa vô ha chị Huyền ha. Cho vào khoảng từ cỡ 2/3 hộp cho tới 1 hộp cũng được, tùy vào cái độ ngọt mà mình muốn. Sau khi mình bỏ hết cái phần sữa vô rồi này thì chị Huyền, thì mình sẽ để ngâm khoảng chừng cỡ 15 phút. Trong thời gian này thì chị Huyền ngâm giúp dùm cái phần lá gelatin. Cái lá gelatin hình như mình phải cho vào một cái nước đá phải không ạ? Đúng rồi, vậy là chị Huyền cũng làm nhiều rồi chứ. Không, Huyền có nhớ một cái bài này Huyền học được ở đâu đó. Cho vào nước đá để nó không có bị nhũn quá khi mình cho đúng vô. Rồi. Mình cho vào trong nước đá. Mình ngâm thời gian là 3 phút thôi. Nếu mình ngâm lâu quá mà cái nước của mình nó hết lạnh á thì cái lá gelatin của mình nó sẽ tan luôn trong nước. Chị Minh ơi, có một lần á, vì tò mò và Huyền cũng vì yêu thích cái món ăn này cho nên Huyền cũng có hỏi sơ về cái công thức làm món chè khúc bạch. Tuy nhiên là Huyền thấy trong cái nguyên liệu mà có người nói với Huyền không có sữa đặc. Thì vậy tại sao trong món này hôm nay chị làm lại có món này? Trong cái phần mà làm chè khúc bạch á thì người ta hay sử dụng đó là whipping cream. Đúng rồi. Chứ người ta không dùng sữa đặc. Nhưng mà thật sự whipping cream thì không phải ai cũng có thể đi mua được. Và một cái hũ của nó rất là lớn. Nếu mình xài không hết thì mình bảo quản không tốt thì nó cũng mau hư. Nên là ở đây thì mình thay đổi bằng sữa đặc thì nó cũng tăng được cái độ béo cho cái phần khúc bạch của mình. Mình lại không cần phải sử dụng đường. Nên nó là cái tiện dụng nhất. Cái thời gian mình ngâm 15 phút đã được rồi. Thì bắt đầu mình sẽ nấu luôn hả chị Huyền? Chị Huyền nhớ là khi mình nấu cái phần này á là mình phải khuấy chứ mình không có để nguyên ở trên bếp được. Thì khi mình vừa nấu mình vừa khuấy thì cái rau câu nó sẽ không bị động ở xuống dưới. Trong cái thời gian chờ nó sôi và nó để cho nó sôi lên thì chị Huyền sẽ tán giùm cho mình cái phần phô mai. Phô mai thì không chị? Trong thời gian mình chờ cái phần này nó sôi á chị Huyền thì mình sẽ nấu luôn cái phần nước đường luôn. Mình sử dụng là khoảng 1 lít nước. 1 lít nước và kèm với lại bao nhiêu lượng đường ha? 300g đường phèn đó chị Huyền. Bây giờ thì mình sẽ phải nấu sôi cái nước lên, mình mới cho đường vô. Tại sao mình lại phải chờ nước sôi? Huyền nghĩ là nước nguội cho vào thì nó lại càng nhanh tan chứ. Thường thì mọi người cứ nghĩ là lúc nước đang nguội mình cho vô mình nấu để mất thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự thì khi mình nấu nước đường thì mà nước mà chưa sôi mà mình cho đường vô á thì nó sẽ bị một cái tác hại của nó là nó bị lại đường. Có nghĩa là khi mình nấu xong mình để nguội nó sẽ đóng những cái lớp váng ở bên trên á.
À, chị Huyền ơi, chị Huyền lấy giúp giùm cho một cái bó lá dứa chị Huyền. Phần nước của mình nó sẽ có thơm nhẹ cái phần của lá dứa. Bây giờ cái nồi sữa nó cũng gần sôi nè chị Huyền. Thì mình sẽ múc một ít cái phần sữa vào trong cái phần phô mai. Mình tán thêm một chút nữa để cho cái phô mai của mình nó được thật mịn hơn. Không? Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần lá gelatin của mình vô. Sau khi mình cho hết vô rồi thì mình sẽ tắt bếp luôn hả chị Huyền? Như vậy là mình đã xong rồi đó. Cũng khá nhanh chị ha. Đúng rồi, chị Huyền thấy không? Bây giờ thì mình cho vô thì nó cũng đã tan hết từ cái phần phô mai cho tới gelatin. Thì nó đã tan hết trong cái phần này rồi. Mình sẽ bỏ thêm một ít trà xanh vô. Thì nó có thêm cái màu của trà xanh. Thì nó cũng thứ nhất là nó thơm và thứ hai nó cũng làm cho người ta cảm thấy là ngon miệng hơn. Thường thì mình cũng phải để thời gian khoảng 4 đến 5 giờ cho nó thật nguội hết hoàn toàn và nó lạnh thì lúc đó mình mới lấy ra và mình cắt và mình ăn với lại chung với lại nước đường của mình được. À, trong lúc chờ đợi kia khúc mạch của chúng ta nguội và mát để có thể ăn được thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái phần nước đúng không chị? Rồi bây giờ nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho cái phần đường của mình vô đây. Bây giờ mình lột cái nhãn này ra phải không chị? Dạ đúng rồi. Những cái giấy dâu này thì mình cũng cắt nó ra ha chị Huyền ha. Một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái món chè khúc bạch mà Huyền thấy ăn nó tạo cái sự hấp dẫn cho món ăn đó là cái hạnh nhân đó chị. Dạ đúng rồi. Cái hạnh nhân này là mình sẽ mua cái loại đã bào sẵn thế này rồi phải không ạ? À, mình mua những cái dạng mà người ta đã cắt mỏng ra sẵn như vậy. Dạ. Và sau đó mình sẽ đưa vào lò nướng. Thì khi nướng mình sẽ để cái nhiệt độ là khoảng 150 độ C và thời gian là 12 phút. Cái rang có được không? À, rang thì nó sẽ thường nó sẽ không đều. Mình nếu mình không có lò nướng thì mình cũng có thể rang được nhưng mình phải để lửa thiệt là nhỏ. Nếu mà mình sử dụng những cái viên đường phèn mà hơi lớn thì đường phèn luôn luôn nó sẽ có những cái cọng chỉ ở bên trong. Thì khi mình nấu nước đường mà từ đường phèn thì mình phải lược qua đây để mình lấy hết cái phần chỉ đó ra. Bây giờ mình sẽ phải để cho cái phần nước đường của mình nó nguội. À, mình sẽ phải chờ cho cái phần khúc bạch của mình nó cũng phải là nó đông lại hết. Chắc là 5 tiếng nữa. À 5 tiếng nữa chị. Dạ, thế bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao đúng không ạ? Nói vậy thôi, chứ mình cũng phải đã chuẩn bị sẵn cái phần khúc bạch mình đã nấu sẵn rồi chị Huyền. Dạ. Huyền biết mà, Huyền biết thì chị Minh cẩn thận, Huyền cũng chọc chị vậy thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không phải chờ đợi đâu mà chị Minh cũng đã chuẩn bị sẵn cái phần khúc bạch ở nhà rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm những cái khâu cuối cùng để có thể thưởng thức ha. Đầu tiên là một chút nước nè. Thanh, ngọt, thơm. Thực ra là Huyền ăn món này nhiều lần rồi. Tuy nhiên hôm nay thì Huyền lại có một cái cảm nhận mới. Đó chính là khi cái viên khúc bạch của mình á, nó có cái mùi thơm. Và Huyền nghĩ cái mùi thơm này là do mình đã sáng tạo, mình cho cái sữa đặc vô. Nó rất phù hợp với cái khẩu vị của người Việt Nam chúng ta. Nó vẫn còn cái vị phô mai, tuy nhiên cái vị phô mai đấy nó rất là nhẹ. Về màu sắc thì có thêm những cái trái dâu tươi màu đỏ nữa. Và chính vì vậy nó làm thêm cái món ăn thêm hấp dẫn nữa. Huyền tin là sau hôm nay bà nội trợ nào mà nhớ được công thức và làm chính xác được như chị Minh đã hướng dẫn thì chúng ta lại có thêm một niềm tự hào đối với gia đình, đó chính là chúng ta là một người mẹ đảm đang và rất là khéo léo. Còn bây giờ Khánh Huyền và chị Hiền Minh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.